Hello, xin tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Hôm nay Linh sẽ tiếp tục làm một tập tiếp theo của những sản phẩm yêu thích tháng 10. Và thực sự tháng này là tháng mà có rất nhiều những thứ mà Linh rất rất yêu thích và muốn chia sẻ với mọi người. Đầu tiên là Linh xin đảo ngược một chút xíu, là Linh sẽ nói về những cái sản phẩm, những cái gì mới mà Linh yêu thích mà không phải là mỹ phẩm các thứ. Đầu tiên là Linh vừa mới làm tóc xoăn. Thì nói là Linh tóc rất là mỏng và Linh có dùng các loại sáp xủ các thứ ấy, thì nó cũng giữ cho tóc mình được cứng hơn, nhìn nó dày hơn ấy. Nhưng mà đúng thật là tóc mình mỏng, thế nên là tạo kiểu rất là khó. Nhưng mà hôm vừa rồi tuần trước đi với bạn đi làm, nó đi cắt tóc xong mình kiểu ngồi đấy không có việc gì rảnh làm ấy. Thế là thôi anh làm xoăn cho em luôn. Thì Linh làm xoăn ở chỗ đấy rất là rẻ, Linh làm chỗ đấy có đâu 160.000 thôi một đầu thôi, và làm 3-45 phút gì đấy. Thì sau đấy tóc Linh nó, tức là lúc nào nó cũng được bồng lên á, thì nhìn nó dày hơn. Thì Linh recommend cho những bạn nào mà để ăn được cắt giống Linh mà tóc lại mỏng thì nên đi làm tóc xoăn lại, thì nó bồng hơn rất là nhiều, thì cảm giác tóc mình nó dày hơn. Sản phẩm thứ hai mà Linh được rất nhiều người hỏi là đó là cái kính này. Thì Linh kính này thì Linh vẫn cứ đeo rồi, thì mọi người cũng hay hỏi. Thì cái này Linh mua đâu có 100.000 hay 120.000 gì đấy ở chợ đêm. Còn em này thì Linh mua ở một cái shop, thực sự không thể nhớ được tên shop luôn ấy, chỉ biết là cái ngõ 98, ngõ X98 ở đường Hoàng Cầu ấy, mà ngày có cái khu tổ hợp gì đấy mà giống với cả Zone 9 ngày xưa ấy. Mọi người đi hết vào trong ngõ đấy, ở bên tay trái nó sẽ là một cái shop rất là to, còn bên tay phải là một như kiểu cái nhà, một cái công ty nhà nước gì đấy không biết lắm đó. Thì mọi người vào đấy mua, thì cái này anh mua 100.000 thôi. Mà về Linh tháo cái kính này ra, bởi vì là chụp hình ấy, hoặc mình đeo ấy mà có cái kính ở đây nó sẽ bị lóa, nó không đẹp. Mà mọi người đeo không cọng gọng không, nó hơi weird một chút xíu, nhưng mà kệ, mình thích thì mình đeo thôi, đúng không? Sản phẩm tiếp theo mà Linh muốn chia sẻ với mọi người đó là đôi giày BTS Hunter. Thì Linh vừa mới lấy hôm qua về, Linh mua ở trên Shopee. Hôm đấy là Shopee nó có cái flash sale. Đôi này bình thường thị trường bán là 650.000, mà hôm đấy Linh mua chỉ có 150 thôi. Nói chung là săn được deal rất là sướng. Thì Linh hay đi loafer, hay đi đi giày mocha các kiểu ấy. Nhiều khi Linh chẳng cần đi tất đâu, bởi vì Linh có cái lọ Chafaco, không nhớ chắc là lọ gì lắm, mà cái lọ bột trắng trắng mọi người mua ở hiệu thuốc ấy, có 5.000 thôi. Mọi người rắc vào giày, kể cả giày mình không đi mình cũng rắc vào để nó giữ ẩm, nó hút ẩm. Còn giày mình hay đi thì ngày nào mình cũng rắc, thì là chân tay lúc nào cũng khô ráo, không hề bị mùi nước gì cả. Đó, quay lại vấn đề chính là đôi giày này. Thì nói chung ấy là đôi này là đôi giày thể thao khá là hot, và cũng rất là bất ngờ về chất lượng của nó. Mà nhìn trộm ví là thiết kế trông cũng không bị quá là hầm hố, quá bị to so với người mình. Hoặc là bởi vì nhiều khi ấy, Linh đi rất là nhiều đôi giày thể thao, kể cả Linh đi đúng size nó hay bị to lắm. Mà to thì Linh không nên thấy không đẹp, mà nó phải vừa với người mình. Thì Linh đi thử đôi này và Linh khá là thích và khá là hài lòng. Và giá của nó lại cũng rất là rẻ nữa, kể cả bạn mua full price là 650.000 thì cũng rất là rẻ. So với những hãng thương hiệu lớn như là Adidas hoặc Nike thì nó đắt hơn đấy. Thì tất nhiên những bạn ý đắt hơn thì lại có thương hiệu hơn này, thiết kế cũng đẹp hơn rất là nhiều nữa. Tuy nhiên đây là hàng Việt Nam mà giá thành lại rất là phải chăng, thì những bạn học sinh, sinh viên hoặc là có thể mua và sử dụng. Đôi này Linh nghĩ vừa tập thể dục thể thao mà vừa đi mặc đồ jean các thứ cũng rất là đẹp. Đó, thì Linh muốn chia sẻ với mọi người. Sản phẩm tiếp theo mà Linh muốn giới thiệu tiếp cho mọi người đó là lọ chiết nước hoa. Nếu như bạn nào biết rồi thì sẽ không lạ gì sản phẩm này cả. Còn Linh thì cũng biết sản phẩm này rồi, và ngày xưa Linh mua ở bên UK khá là đắt. Ngày xưa Linh mua là 6 bảng là 180.000. Tuy nhiên đó là hàng chắc là kiểu design chuẩn đấy, thì là Travalo gì đấy. Thực ra là nó cũng giống nhau thôi. Còn cái này Linh mua cả một đôi trên Lazada chỉ có 39.000 thôi. Sử dụng nó rất là dễ. Để Linh lấy ví dụ để có lọ nước hoa nào không nhỉ? Đây. Việc bạn cần làm đó là một lọ nước hoa full price này, bạn tháo cái nắp này ra. Rồi là bạn ở phần lọ dưới này nó có một cái như kiểu là cái bơm, bạn chỉ ấn vào đây, bạn để vào cái đầu này và bạn bơm. Thì nước hoa sẽ được chuyển vào đây mà không rõ một giọt nào của bạn ra ngoài cả. Thì khoảng tầm bạn làm khoảng tầm 15-20 bơm thì nó sẽ full được một cái lọ này. Thì là bạn đã có thể mang theo người. Bạn có thể mang theo người rồi. Linh ấy thì thực ra kể cả những cái lọ mini, nước hoa mini ấy, nó vẫn khá là to và cồng kềnh so với cái em này rất là nhỏ gọn, nhét túi áo, nhét túi quần, đi chơi, đi bar, đi club bạn, hoặc là đi du lịch các thứ bạn ấy có thể mang theo. Và
giá thành quá là rẻ, 39.000 một đôi ấy. Mọi người nên mua màu bạc này, màu vàng hoặc màu đen rất là xinh. Đấy thì bạn nào mà thích, luôn luôn thích người mình được thơm thoang sạch sẽ và muốn mang thêm nước hoa theo người, mà Linh đặc thù của Linh là Linh còn hay trộn đấy, tức là năm bơm mùi này, ba bơm mùi nọ, như kiểu mình phù thủy kiểu trộn nó ra một cái mùi rất đặc trưng của mình. Và nếu như mình tìm được cái mùi nào mà mình thấy hợp rồi thì mình cũng có thể stick với nó, thì mọi người có thể tham khảo. Đó là tháng vừa rồi là một cái tháng mà da Linh gặp rất là nhiều vấn đề về mụn, bởi vì là đấy dư âm của chuyến đi du lịch, rồi là cũng làm việc căng thẳng nhiều, mặt lên mụn đầy ấy, dần xù các thứ, thì Linh đã stick với loại này rất là lâu và thực sự vẫn yêu thích đến bây giờ. Em này thì vẫn còn rất là nhiều này. The Body Shop Tea Tree thì có một bạn bảo với Linh rằng là không nên dùng em này quá thường xuyên, bởi vì là nó vẫn là scrub ấy, mình không nên dùng quá thường xuyên. Thì Linh cũng, thực ra Linh cũng dùng cách ngày là cứ một ngày Linh dùng, một ngày Linh không, thì nó vẫn tiếp tục làm được cái việc rất là tốt, đó là da Linh cực kỳ căng, rồi lại mịn và đỡ bị mụn đi rất là nhiều. Còn với em này thì Linh đã dùng được 1/3 rồi, ngày nào cũng dùng luôn, dùng sáng, dùng tối, rồi dùng cả khắp nơi trên người luôn, cứ chỗ nào ví dụ sờ chỗ nào hơi sưng tấy một tí là chấm vào, hoặc là kể cả vết côn trùng đốt các thứ đó Linh cũng dùng, cho Linh dùng, nói chung kiểu đa năng ấy, cái gì cũng dùng. Và nhiều khi á tắc mũi ấy, cũng cho một giọt vào đây hay đi ngủ là đỡ tắc mũi hơn hẳn ấy, vì nó có mùi tinh dầu trà rất là thơm và rất là dễ chịu. Đấy thì mọi người có thể tham khảo. Và sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm mặt nạ seaweed, là mặt nạ gì nhỉ, chỉ nhớ được tên, mặt nạ rong biển của L'Occitane. Linh đắp liên tục luôn đấy, bởi vì là cấp ẩm rất là tốt mà lại còn sạch sẽ, giá thành lại rẻ nữa, thế nên là Linh rất yêu thích sản phẩm này trong tháng vừa rồi. Sản phẩm cuối cùng mà Linh muốn chia sẻ với mọi người đó là cái Bath and Body Works Franken Mist, là như kiểu là nó giống như kiểu body spray của những hãng, các hãng nước hoa khác. Tuy nhiên là Linh không dùng cái này làm body spray, mà Linh dùng cái này làm thay cho nước xả vải. Là như thế nào? Bởi vì kiểu nếu mà có mẹ ở đây thì mẹ sẽ giặt quần áo bằng tay, rồi mẹ ngâm nước xả bằng tay thì rất là thơm, mặc lúc nào cũng thơm. Đồ lót, rồi là áo phông, rồi là kể cả áo áo gì nhỉ? Áo khoác, áo sơ mi đều rất là thơm. Tuy nhiên mình thì ở một mình thì rất là lười, mình cứ vắt hết tất cả đồ vào trong máy giặt, mình giặt thấy xong rồi là mình cũng ngâm trong đấy luôn ấy, thì nó không thể thơm và giữ mùi được. Thế là Linh mua em này về với cái, và cực kỳ bất ngờ về khả năng giữ mùi của bạn em ý. Đó là sao? Trước khi Linh đi mặc đồ đi làm, Linh sẽ cầm cái áo lên xịt đi cái áo đấy, hoặc trước khi mặc quần Linh xịt lên cái áo quần áo đấy, thì trộm vía nhá, nó thơm kinh khủng luôn, nó thơm cả ngày. Đến lúc mà lúc nào mình ngửi quần áo mình vẫn thấy thơm, mặc dù khi nước hoa mình xịt lên da mình nó bay đi rồi, nhưng mà mùi của em này giữ lại trên quần áo vẫn cực kỳ thơm. Thế nên mà bạn em Body Works thì thôi, quá trời mùi, bạn tha hồ mà lựa chọn. Thì nếu như bạn nào mà thích rằng là cơ thể mình, quần áo mình lúc nào cũng thơm, sạch sẽ, có thể mua một em này. Linh dùng bạn này cả xịt giường, xịt chăn ga, gối đệm, xịt cả lên người, xịt cả khắp nơi. Mà xịt quá trời xịt vẫn còn rất nhiều rồi. Thì nếu như bạn thích những gì mà Linh vừa chia sẻ, bạn có thể like và subscribe kênh YouTube của Linh. Cảm ơn tất cả mọi người.